Tạo sân chẳng. Thôi với bằng thơ lâu không được. Mới, mới đây. Mới khơi nhá. Ừ, đắt thì nói chúng ó, ví dụ là rất là. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món đặc sản của người Khmer các bạn. Nếu mà người nào ở Sóc Trăng là có thể biết món này. Món này là được gọi là món ốc xào dừa nhé các bạn. Ốc xào dừa. Ốc mình rửa sạch. Mình có thời gian thì buổi sáng mình bắt á, thì buổi chiều mình gọng, mình sắc một hai trái ớt á, mình bỏ vào ốc rồi mình ngâm. Ngâm cái chiều mình về á là mình nó sẽ ngã sạch mấy cái những cái thức ăn mà thừa trong bụng đó. Nó bị ớt cay nè là nó ngã hết mấy cái cất nó đó các bạn. Mấy cái phân á nó sẽ ngã hết rồi mình nhấp lấy kéo mình nhấp cái đít này nha các bạn. Nhấp đít vậy nè. Nhấp đít ra là khi mình xào dừa xong rồi mình dễ mình nút. Đây là mình ăn mình nút nha các bạn, chứ không lấy tâm xỉa nha các bạn. Còn đây thì mấy cái món nấu là đây. Đây là dừa nạo các bạn. Dừa nạo mình ngâm cho nó thấm nước và mình khi mình bóp dừa nó ra là dừa nó sẽ ra chất cốt dừa. Còn đây là sả. Ớt các bạn. Bây giờ mình sẽ làm bầm sả với ớt, sau đó mới mình xào cho vàng rồi mới mình xào ốc. Nên các bạn bây giờ mình sẽ bầm sả. Bây giờ mình bầm sả ớt xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đập tỏi. Món này món truyền thống của người dân tộc Khmer mà. Lâu rồi mình không được ăn món này, hôm nay mình nhớ lại mình sẽ làm cho các bạn xem. Tỏi nó bốc lên nó sạch luôn các bạn. Tỏi nó bốc lên nó cay nó sạch. Giờ mình sẽ bật nồi lên, mình sẽ chế biến nha các bạn. Mình bật cao lên, mình để son lên. Xong khi nào son nóng mình đổ dầu vào. Son nóng các bạn. Mình sẽ chế dầu vào. Cái này món này mình phải cho nhiều dầu một chút nữa các bạn. Tại vì mình ốc mình phải xào món ốc nó thấm dầu mới ngon. Mình đợi khi dầu xu bắt đầu mình bỏ tỏi vào. Xào ớt vào. Xào ớt này các bạn xào cho vàng đúng không? Cho vàng đều hết chân rồi mình bỏ ớt vào. Món này rất là dễ làm, nếu mà các bạn siêng năng một chút xíu sẽ có một món ăn của người đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng các bạn. Đây là món truyền thống nha. Món này còn ngon hơn món ẩm thạch nữa. Ẩm thạch người ta đem ra ngoài cửa tiệm đồ ăn, còn món này là chỉ là truyền thống theo đời này sang đời khác thôi các bạn. Giờ hôm nay mình nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, bây giờ mình sẽ nấu ở xào cho vàng. Vàng lên mình sẽ đổ. Ớt vàng mình
khi vàng rồi lúc đó mình sẽ bỏ ốc vào rồi mình xào ra xào lại. Xào cho dầu với ốc đều. Mình xào cho ốc với dầu sắm đều là mình sẽ bỏ nước cốt dừa vào, là nước cốt dừa sẽ thấm vào ốc và rất là béo, rất là ngon nè. Bây giờ là mình xào xong mình sẽ nếm một vài gia vị cũng bình thường thôi. Đây đường các bạn, đường mình là để một muỗng canh nhỏ thôi, tại vì mình không có muỗng canh á, nên mình hồi nãy đi mua mà quên rồi. Bây giờ mình chơi đắp luôn đó. Đường bây giờ là này bột ngọt đó, mình can khoảng cũng một muỗng canh nhỏ thôi các bạn. Bỏ vào cái này mình phải cho một tí nước mắm. Cái món này đừng có nên bỏ muối nhé các bạn, tại vì con ốc này với muối là nó kỹ với nhau, nếu mình bỏ muối vô là nó sẽ teo thịt hết, nên mình cho một tí nước mắm thôi. Đó. Mình xào. Ốc này rất là mau chín. Đó các bạn thấy chưa? Đó ốc, khi ốc đã chóc mài. Ốc đã chóc mài rồi. Đó là ốc sẽ chín. Ốc chóc mài chưa nhỉ? Đây các bạn. Ốc chóc mài thì nó sống với cái cỏ với thả mình đồng á, ớt các bạn. Bây giờ là mình chỉ là bỏ nước cốt dừa vào thôi. Đây các bạn. Đó. Mình có cái lượng mình sẽ bỏ nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa mình bóp, nhưng mà bóp cho nó ra mấy cái nước cốt, xong bắt đầu mình sẽ đổ vào cho lượt vào. Món này rất đơn giản nhưng mà mình phải biết cách làm. Mình lấy nước cốt dừa mình đổ vào đây. Thế các bạn. Đó mình bỏ nước cốt dừa vào và khi mình đậy nắp lại, khi nào để cho nước dừa sôi là mình sẽ được một món ốc xào dừa đặc sản truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer nha các bạn. Mình sẽ đậy nắp lại. Vừa vào nãy giờ khoảng 5 phút rồi, 50 phút các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra mình sẽ thưởng thức các bạn. Sùi đã ngon. Mình sẽ đổ vào trong dĩa kia. Đây là món truyền thống, truyền thống của người đồng bào dân tộc Khmer các bạn. Rồi lâu rồi mình nhớ lại mình làm. Món này là ăn như vậy các bạn. Mình đổ vào là đổ vào giống như cái mâm đó các bạn. Cái mâm
giờ mình sẽ múc mình làm lai gai chơi. Hôm nay mình ăn mừng Việt Nam chiến thắng nữa các bạn. Việt Nam ghi một bàn này. Chào các bạn nha. Chào các bạn. Chào. Đắp ngủ mất tôi coi luôn. Mình móc cho mình thử coi sao thử ốc này món này ra sao nha các bạn. Nó là ăn gì các bạn, hốc nước luôn nha, hốc nước luôn, nước này nước cốt vừa rất là béo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử hốc nước ngon không các bạn, quá béo các bạn, quá ngon. Mùi rất là thơm các bạn ơi. Giờ mình sẽ ăn nha. Thử coi. Thôi thì người ta chỉ nút thôi. Giờ... ngon quá. Ngon đang đang ngon. 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 Cái ăn các bạn. Ăn. Đó, ăn là các bạn nút rồi. Đó, rất là thấy không? Nút rất là ngon các bạn. Đó, nếu mà mùi ngon thì không thiếu rượu nhé các bạn. Mùi ngon không thiếu rượu nha. Rồi mời cả nhà nha. Nếu mà cả nhà cảm thấy mình làm món truyền thống của người Khmer ngon á thì các bạn nhớ chia sẻ và like ủng hộ mình nhé. Và đăng kênh của mình là Khmer 83 Vlog nha các bạn. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn.